Cái lỗi này là nó không tạo được một cái partition hệ thống, mà chương trình này nó bị lỗi như vậy rồi. Thì bây giờ mình có một cách, đó là mình dùng cái dispatch của cái tool, của cái dispatch nằm trong cái bộ setup này luôn. Rồi ha, mình bấm là shift F10 đó, chọn đánh dispatch. Đó, mình để mình chia lại cái ô đĩa đó lại, cái mình tạo lại ô đĩa. Bây giờ mình mới xem lại trên cái này, xem có bao nhiêu cái đĩa disk. Đó, thì ở đây có hai cái, là một cái disk một, disk không và disk một. Thì cái disk không là cái ổ cứng của mình, còn cái disk một là cái USB. Bây giờ mới là clean. Đánh clean trước. Không, select chứ, select disk 1 chứ. Select disk 0. Select disk 0 rồi mới clean. Rồi, mình clean đó. Đấy, clean 0. À, bây giờ mình tạo partition, chọn là create partition primary. Với cái size là bao nhiêu? Size nó sẽ bằng là 100 ngàn. Cho nó xác vô cái đẳng cách ra. Enter. Rồi. Bây giờ mình list volume. Đó, thấy chưa? Bây giờ bạn muốn format. Format fs bằng ntfs, chọn quick. Quick là nhanh. Bấm enter. Anh chờ một tí nha. Rồi, khi đó bạn mới assign vô. Rồi xong rồi mới là active nó lên. Ok, tới đây là bạn đã tạo được một cái partition rồi đó. Này, list volume nè. Volume. Đó, bạn thấy nào? Đây nè, là ntfs nè. OC nè, 97GB. Vậy là chúng ta đã thành công rồi đó. Bây giờ mình thoát ra đi. Bây giờ bạn sẽ copy cái sụt của Win 7 á vào cái OC. Là cái sụt nó nằm đâu? Sụt nó nằm trong ổ N nè. BMCD E2. Mình mới dùng lệnh là xcopy. Xcopy, copy từ đâu? Copy từ ổ E sang OC. Xuyệt E, xuyệt H, xuyệt K và enter. Đấy, bạn chỉ chờ một tí là xong. Rồi đến đây là đã xong rồi đó. Bây giờ bạn thoát ra, bấm là exit và thoát ra luôn. Thoát cái này luôn. Bạn mới rút USB ra. Khởi động lại nha. Khởi động lại. Khởi động lại. Yes. Mình khởi động lại thì lúc này nó nên nó tự chạy luôn đó, load file vô. Phải rút USB ra nha. Rút USB ra thì nó sẽ mới tự cài. Install.
xong động cơ chọn xếp này nè, là đấy. Gán cái chân số 2 này chọn cái trên cái con servo là chân su. Ok ok ha. Đó, hoàn thành rồi đấy nha các bạn. Rồi bây giờ là cái lò, lúc này là bạn không cần cái USB này nữa mà nó tự động nó tại nãy mình copy vô ổ cứng rồi đó, bây giờ nó tự động nó cài thôi. Mình chờ một tí nữa sẽ xong. Cái này là chương trình chương trình thật sự chúng ta đang nói là cái con số này là có, đây là cái công thức tính phản cách từ vật thể cho đến thẳng xoắn. Cái đó thì cái con số này người ta tính rồi, mình chỉ việc là lấy và gắp vô để sử dụng thôi. Là nhiều đó. Rồi sử mình lát mình sử dụng tấm biến này để đo khoảng khoảng cách. Và bây giờ mới vô cái chương trình thái nè, trạng thái rác. Trạng thái rác thì mình phân chia thành ba cái trạng thái. Ồn quá không nghe rồi. Ồn quá không nghe. Ai gửi code? Gửi code qua hả? Ok. Đúng rồi. Rồi. Thì các bạn nói sớm là quay mệt thôi hả? Cái escape này. À, add me later. Chọn cộng 7. Ok, rồi thành công. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nha. Chúc các bạn thành công.